Thưa quý vị, đoàn công tác Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An có buổi làm việc với huyện Tân Trụ về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo báo cáo, toàn huyện Tân Trụ có tổng số thuê bao di động đạt 99%, tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh đạt 96,3%, 100% cán bộ công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và trên 98% cán bộ công chức xã thị trấn được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn. Tỷ lệ văn bản được ký số cấp huyện đạt 100%. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận gần 6.000 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến hơn 4.800, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An Nguyễn Bá Luân yêu cầu huyện quan tâm thực hiện truyền thông chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hệ thống hạ tầng tại địa phương, chú trọng an toàn thông tin với mục tiêu chuyển đổi số phải đồng bộ, thông suốt, an toàn.